Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi video của đội ngũ thợ kính. Trong video ngày hôm nay thì em gái xin giới thiệu đến tất cả các anh chị em mình một tác phẩm di lặc được làm trên chất liệu gỗ mục đá có chiều cao là 1m74, ngang là 64 và sâu là 62, được thợ bên em được thủ công và tạo bằng tay. Và như anh chị em mình biết thì với dòng gỗ mục đá là một trong dòng những dòng gỗ có tính ổn định khá là cao, từ chất gỗ này hay là đến cái đường vân thì rất là độc đáo nên là được rất là nhiều anh chị em nhà mình quan tâm và lựa chọn. Và với cái tác phẩm di lặc này thì các chị em mình có thể cùng ngắm nhìn, đó là một ngài di lặc đang đứng trên một bao tiền và một tay thì cầm thỏi vàng, một tay thì cầm cây gậy như ý, thể hiện sự giàu sang phú quý cũng như là thể hiện cái điều may mắn tài lộc cho gia chủ mình. Và với ngài di lặc thì các bác thì mình có thể cùng ngắm nhìn từ diện mặt của ngài đây ạ, đã được thợ bên em khắc họa lên với một cái nét rất là hoan hỉ các bác nhà mình nhá, từ ánh mắt này, khóe miệng này rất là tươi luôn và cũng được thợ làm rất là cân đối các bác nhà mình nhá. Và với ngài di lặc này thì bên em đục theo mẫu hở bụng ạ, các bác có thể nhìn thấy đây, đây cái phần bụng thì được thợ bên em phay rất là nhẵn các bác nhà mình nhá, thấy ạ, bụng căng tròn luôn và lộ ra những cái đường vân rất là đẹp. Và ở dưới đây thì các chị em mình thấy là ngài đang đứng trên một cái bao tiền rất là to lớn và những cái đường viền đường chỉ cũng được thợ khắc họa rất là kỹ càng ạ. Và với cái tác phẩm di lặc này thì khi các chị em mình sở hữu thì em gái sẽ tặng kèm các chị em nhà mình một dây vòng bộ bách xanh 108 hạt để các bác mình có thể đeo cho ngài như này, thì nhìn tác phẩm nó sẽ được trang trọng hơn và nhìn rất là đẹp các bác nhà mình nhá. Và với cái mẫu này thì anh chị em mình có không gian rộng và lớn mà đang muốn sở hữu một tác phẩm di lặc với kích thước cao là 1m74 này thì các chị em mình có thể lựa chọn. Và ngoài kê trong không gian nhà mình ra thì các bác nhà mình cũng có thể là mua làm quà tặng, quà biếu mỗi dịp Tết đến xuân về cho người thân bạn bè của mình ạ. Và với cái tác phẩm này nếu anh chị em mình quan tâm thì các chị em mình hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338 528 529 hoặc 086 6789910 thì em gái sẽ gửi hình ảnh